Hi, xin chào các bạn, mình tên là Phùng, hay còn gọi là Hôm, là người sẽ phụ trách phát sketching hình tượng hóa ý tưởng thuộc đề án Academy. Mình học vẽ từ nhỏ và có hơn 6 năm làm nghề họa sĩ, trải dài từ agency cho đến các công ty game. Cho nên mình khá tự tin khi biết được những nhà tuyển dụng những gì và cần gì khi các bạn đi xin việc. Vì lẽ đó mình đã biên soạn ra giáo án Fast Sketching xoay quanh việc giúp các bạn luyện tập những kiến thức từ cơ bản nhất cho đến ứng dụng nó để làm những thứ phức tạp hơn. Và mọi bức tranh đều bắt đầu vẽ bằng line hay cũng gọi là phác thảo. Và muốn vẽ line tốt thì bạn phải nắm vững những kiến thức nền tảng trước khi hình tượng hóa mọi ý tưởng ở trong đầu của bạn. Nói tóm lại, sketching sẽ là khởi đầu của mọi thứ thuộc vẽ. Và nếu bạn muốn có một cái lộ trình khoa học để phát triển bản thân thì khóa này xin là dành cho các bạn.